Vâng, rất vui mừng được chào đón toàn thể anh em quay trở lại với kênh Tomeo. Hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2023, bên em tiếp tục dọn kho và thanh lý cho anh em những cái bộ mic lẻ lô như thế này. Những cái bộ mic hôm nay em thanh lý anh em thì gồm rất là nhiều loại, những cái bộ mic Beyer vỉ tím đầu thu nhỏ, hoặc là những cái bộ mic BBS, những cái bộ mic hàng nội địa, rất là nhiều loại đây, với một cái mức giá chỉ từ 400.000 đến 600.000 một cái bộ mic thôi. Anh em đã được sở hữu một cái bộ mic hàng xịn, hàng chính hãng. Tất cả những bộ mic ở đây thì có cả những cái bộ hàng tuyển chọn anh nhé, cực kỳ là VIP luôn. Những cái bộ hàng tuyển chọn ở đây thì em chỉ có một hoặc hai bộ với một cái lô mic khoảng tầm 3-40 bộ thôi. Những cái hàng tuyển chọn thì nó đều là những cái bộ sơn zin và cực kỳ là đẹp, nó đẹp gần như là đập hộp luôn. Anh em đang xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Và để không mất thời gian của anh em nữa thì đầu tiên em sẽ thanh lý nhanh cho anh em cái bộ mic số 34. Thì ở đây là một cái bộ mic hàng nội địa đến từ Đài Loan, và cái bộ mic này thì nó có hai tay em nhé. Cái bộ mic này của nó hai tay này, và cái hình thức của nó thì cái tay mic của nó là vỏ sơn zin, thế nên nó sẽ bị sồi và xấu như thế này. Và cái đầu thu của nó thì chính là cái đầu thu số 34 7 ở đây em biết chưa. Chỉ có duy nhất một bộ thôi. Và cái bộ này thì em thanh lý nhanh cho anh em với cái mức giá là 650.000 nhé. 650.000 cái bộ mic số 34. Và bây giờ em sẽ thử tiếng cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic này. Đầu tiên là cái tay số 1. Sầu bầy một hay sầu bầy. Và tiếp theo nữa là em sẽ thử tiếng cho anh em nghe cái tay mic số 2. Đây, cái bộ tay số 2 của bộ số 34 ở đây. Sầu bầy một hay sầu bầy. Vậy là cái bộ số 34 ở đây thì hai tay của nó vẫn hoạt động bình thường nhé. Hai tay vẫn hoạt động bình thường đấy, và chỉ duy nhất là cái hình thức của nó hơi xấu. Cái bộ mic này thì em thanh lý nhanh cho anh em với cái mức giá là 650.000. Anh em nào chốt được cái bộ mic số 34 này với cái mức giá là 650.000 thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 79795, hoặc là 0912 797955. Và tiếp theo nữa là đến cái bộ mic số 39. Thì đây là một cái bộ mic hình thức thì từ đầu thu này, đầu thu nó hơi xấu này, và tay mic của nó thì cái tay này cũng được dọn lại rồi. Và nói chung là cái tay này thì vẫn còn rất là đẹp. Và cái bộ mic này thì nó chỉ có một tay em nhé, một cái bộ mic một tay. Và em thanh lý cho anh em cái bộ mic số 39 đây với cái mức giá là 450.000 nhé. 450.000 cái bộ mic số 39. Và bây giờ em sẽ thử tiếng cho anh em nghe cái bộ số 39 ở dưới cùng đấy ạ. Sầu bầy một hay năm sáu sầu bầy sầu bầy. Vâng, chỉ với 450.000 thôi anh em được sở hữu một cái bộ mic hàng bãi xịn như thế này. 450.000 anh em chỉ mua nổi được một cái mic có dây em nhé, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic bãi hàng xịn đấy, tay chân nó còn đẹp như thế này mà chỉ có 450.000. Anh em nào chốt được cái bộ số 39 với cái mức giá là 450.000 thì hãy gọi điện cho em theo cái số dưới góc màn hình. Và cái bộ tiếp theo nữa là đến cái bộ mic BBS. Thì đây là một cái bộ mã lâu lắm rồi bên em mới về được cái mã này. Và cái tình trạng của cái bộ mic này là hai tay của nó là tay sơn zin, thế nên là cái hình thức của tay mic này nó sẽ hơi xấu một chút. Và cái đầu thu ở đây, cái đầu thu số 32, mã của nó là K1900 VIP. Một cái mã cực kỳ là hiếm có em nhé. Đây là một cái bộ mic anh em có thể làm show, làm sự kiện, sóng cực kỳ là khỏe luôn. Nó là một cái dòng mic 6 số. Và cái bộ mic số 32 đây thì anh em có thể dùng để sơ cua, hoặc là anh em về anh em dán thêm một cái đề can vào cái vỏ mic này thì nó cũng sẽ lại thành mới thôi. Và dọ thì em cũng thay cho anh em những cái dọ inox như này. Cái bộ số 32 đây em thanh lý cho anh em với cái mức giá là 950.000 nhé. 950.000 một cái bộ mic BBS 6 số tự ngắt. Thực sự với anh em nó quá là rẻ luôn. Anh em lấy giá thợ 10 bộ cũng không bao giờ có cái giá là 950.000 một cái bộ mic BBS 6 số đâu. Chứ đừng nói gì mua lẻ mà được 1.950.000 được một cái bộ mic nó hai tay mic như thế này. Anh em nào chốt được cái bộ mic số 32 với cái mức giá là 950.000 thì hãy nhanh tay gọi điện giúp em. Và tiếp theo nữa là đến cái bộ mic Kaidit. Đây là một cái bộ mic thương hiệu quá là nổi tiếng đến từ Đài Loan, và nó chỉ có duy nhất một bộ thôi. Đấy, cái bộ số 38 ở trên cùng đây, anh em nhìn cái đầu thu của nó ạ, cực kỳ là chất lượng luôn, hãy nhìn nó rất là đẹp em nhé. Và cái bộ số 38 đây thì tay chân của nó là tay sơn zin này. Nếu như bình thường cái dòng mic này hoặc cái số lượng nó nhiều thì bên em bán khoảng tầm 1.500.000 một cái bộ số 38 như thế này. Nhưng nay này nó chỉ có một bộ thôi, anh em nhìn chưa, nó cực kỳ là đẹp, cái đầu thu của nó quá là đẹp luôn. Cái bộ số 38 ở đây em thanh lý nhanh cho anh em với cái mức giá là 1.150.000 nhá. 1.150.000 cái bộ mic số 38. Anh em nào chốt được cái bộ số 38 này thì hãy gọi điện giúp em. Và tiếp theo nữa là đến cái bộ mic BBS số 35. Thì đây là một cái thương hiệu quá là nổi tiếng rồi, một cái mã quá là nổi tiếng.
BBSU666BGS nhé. Đây là một cái bản cao cấp có chế độ tự ngắt thông minh. Và cái tay của nó là tay sơn zin. Cái dọ thì em sơn lại rồi, nhưng mà cái tay này thì không có thời gian sơn. Nó chỉ có một bộ không có thời gian sơn. Thế nên là em sẽ thanh lý cho anh em cái bộ số 35 BBSU666BGS này, có chế độ tự ngắt với cái mức giá là 1.100.000 em nhá. Bình thường những cái bộ này bán là 1.500.000 này. Hôm nay chỉ có 1.100.000 anh em được sở hữu một cái bộ mic BBS tự ngắt. Thực sự với anh em nó cực kỳ là rẻ luôn. Anh em cứ tham khảo tất cả các nơi, không bao giờ có cái giá là 1.100.000 cái bộ mic BBS tự ngắt đâu. Đấy, chỉ có bên em thanh lý thì mới có cái giá này thôi. Đấy, một bộ duy nhất em nhá, cái bộ số 35. Anh em nào chốt được cái bộ số 35 này với cái mức giá là 1.150.000 thì hãy gọi điện giúp em. Tiếp theo nữa là đến cái bộ mic số 30. Thì đây là một cái bộ mic có gia tốc thông minh và có chế độ tự ngắt. Tay của nó là tay sơn zin. Và cái mạch của nó là mạch vỉ đỏ em nhá. Một cái bộ mic hàng nội địa đến từ Đài Loan số 30. Cái đầu thu của nó chính là cái đầu thu ở thứ hai từ dưới lên, Vedamic E200. Đây cũng là một cái bộ mic đời cao nhá. Một cái bộ mic đời cao và có cả gia tốc, có cả tự ngắt. Nó là cái dòng mic vỉ đỏ. Đấy, và hôm nay thì nó chỉ có một bộ thôi. Em thanh lý lốt cho anh em cái bộ số 30 này, có gia tốc, có tự ngắt, với cái mức giá là 1.450.000 nhá. 1.450.000 cái bộ mic tay sơn zin, quá là đẹp luôn. Cái giá xuất xưởng của cái bộ mic này nó dao động từ 8 đến 9 triệu một cái bộ mic này. Đấy, và hàng bãi thì chỉ có 1.450.000 thôi. Đấy, tay sơn zin nhá. Em nào chốt được cái bộ số 30 siêu lịnh giọng này với cái mức giá là 1.450.000 thì hãy gọi điện giúp em. Và tiếp theo nữa là đến cái bộ mic số 33. Thì đây là một cái bộ mic bên em bán quá là nhiều rồi. Mic GRD998 là một cái bộ mic mà tất cả một cái lô nó đẹp như thế, nhưng mà em chỉ chọn được có hai bộ thôi nhé. Chỉ được có hai bộ là tay sơn zin như này, em mình dính nước sơn nhá. Đây là một cái bộ tay sơn zin này, nguyên bản của nó này, thậm chí là cả cái dọ cũng đều là nguyên bản luôn. Một cái bộ vỉ tím đấy, đời cao, đem cho anh xem cái vỉ mạch của nó đấy. Đây là một cái bộ mic vỉ tím hàng xịn chính hãng của công ty Bayer nhá. Cái dòng mic Bayer đầu thu nhỏ vỉ tím này thì nó sẽ đắt hơn những cái dòng mic đầu thu dài. Đấy, và đây là một cái bộ mic đời cao, đấy, tay sơn zin, có gia tốc, có tự ngắt. Và giờ em sẽ thử tiếng một lần nữa cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic Bayer này. Em lắp sẵn vào một cái đầu thu đây thôi. Sáu bảy một hai hai sáu bảy hai sáu bảy một hai sáu bảy. Cái dòng mic Bayer vỉ tím thì nó là một cái dòng mic siêu lịnh giọng rồi em nhé. Và cái dòng mic đầu thu nhỏ này thì em có thể làm show làm sự kiện. Sóng của nó có thể đạt được từ 80 đến 100m cho anh em làm show làm sự kiện. Và cái giá đập hộp của những cái bộ mic đầu thu nhỏ này thì nó dao động từ 10 đến 11 triệu nhé. 10 đến 11 triệu một cái bộ mic như này. Và hàng bãi trong nước thì những cái bộ mic đầu thu nhỏ GRD998 thì bên em đang bán với cái mức giá là 2.2 triệu đến 2.3 triệu. Hôm nay nó chỉ có duy nhất hai bộ em nhá. Nó chỉ có duy nhất hai bộ thôi. Đây là một bộ này. Còn đây là một bộ nữa. Đấy, có hai bộ là tay sơn zin. Em sẽ thanh lý cho anh em với một cái mức giá gần như là không lợi nhuận luôn, thậm chí là lỗ vốn luôn em nhá. Cái bộ mic số 33 ở đây, đấy, có hai bộ em xả để tương tác với anh em. Chỉ với 1.550.000 nhá. 1.550.000 một cái bộ mic Bayer vỉ tím đầu thu nhỏ đời cao, có gia tốc, có tự ngắt tay sơn zin. Anh em mua cái đầu thu dài cũng không có cái giá là 1.550.000 cái bộ mic gia tốc tự ngắt đâu. Chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic nó đầu thu nhỏ hàng xịn cao cấp này mà chỉ có 1.550.000. Có hai bộ em nhá, anh em không nhanh tay thì chắc chắn là sẽ không còn đâu. Và cuối cùng là cái bộ mic số 31. Thì đây là một cái bộ mic cũng tay sơn zin. Đấy, hàng nội địa Đài Loan số 31. Và cái đầu thu của nó chính là cái đầu thu Micren em nhá. Micren. Và đây là một cái bộ mic anh em có thể làm show làm sự kiện cũng được. Đấy, sóng của nó rất là khỏe. Đây là một cái đầu thu đời cao. Và cái bộ mic này thì còn một bộ thôi. Em thanh lý lốt cho anh em với cái mức giá là 1.250.000 nhé. Nó đẹp keng như thế này luôn. 1.250.000 anh em chưa mua nổi được một cái bộ mic nhái, một cái bộ mic chợ. Chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic hàng xịn nó đẹp như thế này. Mà chỉ có 1.250.000. Và tất cả những sản phẩm ở đây thì anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, được test thử. Nếu đúng sản phẩm và tiếng hay như quảng cáo nhận, còn nếu như không hay, không đúng, anh em gửi lại cho em không phải mất một nghìn tiền cước. Anh em nào chốt được cái bộ mic nào thì hãy gọi điện nhanh giúp em nhé. Cái số lượng nó không có nhiều đâu. Và trong thời gian tới thì bên em sẽ còn thanh lý cho anh em rất là nhiều những cái bộ mic bãi lẻ lô như này. Thế nên là kính mong em hãy đăng ký kênh, ấn nút chuông để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin là kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.